đi kìa. Ôi trời ơi, gọi đấy. Tôi nghĩ đi, còn anh sẽ sắp xếp về với số cao với chip. Lấy gì đấy? À, quên đi mà tôi còn gì. Đấy, đưa tôi rồi đấy. Tìm đến trong đấy. Bibi ngồi đây nhé. Chạy đi, Bibi đổi bát nhé. Bibi, Bibi làm gì? Bibi là người đuổi đi. Bibi, ngon. Để hôm sau mặc. Tìm cái gì trong đấy. Rút cái sợi chỉ này ra đi. Đây. Đây. Xem quần chị xem quần đẹp không. Quần này tôi đua. Tôi đua này. Hôm sau mặc nha. Mặc. Mặc ăn Giáng sinh của Bi nha. Xem quần Bi nè. Bi ơi, ra đây này. Đây, bố chưa về đâu. Chị bố mới về. Đi chờ bố về. Ra đây, đi chân. Chị ba mình về nhá. Chào chị nhé. Qua đây. Lại đây nhóm ba tiếp không? Ừ. Nè. Ai đâu? Ba chưa về đâu. Còn nữa không? Còn nữa không? Xem điện thoại đi. Mở đi, xem điện thoại xem ốp à? Ốp rách nát rồi, có gì đâu mà xem. Bi nhanh thế, ba về rồi. Ôi trời ơi, gọi đấy à. Rồi, Bi ơi, chào đây. Hả? Hả? Ôi giời. Bi về trong phòng ra. Mà sao? Đi nhà làm gì đây? Đúng rồi chứ. Nãy giờ chưa đuổi bắt. Hello everyone. Hôm nay là của ngày 24 ngày Noel rồi. Thì mặc dù hôm nay trời cũng hơi buồn rồi, nhưng mà để tôi với thì Billy và Lan Anh sẽ sắp xếp về với Suka và Chip về với gia đình của tôi. Thì hôm nay là ngày Noel nên là tôi đã sắp xếp xong công việc. Hiện tại thì tôi với Bibi và Lan Anh sẽ về với Suka và Chip luôn. Đấy, cho nên là mặc dù rất muộn nhưng mà chúng tôi sẽ gặp lại đồ đạc về trong đêm. Chúc mừng mọi người Giáng sinh an lành. À Bi, giờ mình đi gấp đồ đi nhé. Mình gấp đồ nhé. Là. Bi giờ mình ngủ nó. Lan Anh em gấp đồ đi. Đi ngồi đây chơi nhá, để ba đứng đâu nhá. Ở đây.
Về thôi nha. Nha.
Sao vậy? À, trời ơi, cuối này có bí à? Ờ, này. Đi, ra đi. Trời ơi, cuối có cái túi trong nghe của bí. Ờ, cuối trong nghe của bí à? À, ok, ok. Thế mình đi. Ôi, cuối trong nghe của bí. Về thôi. Hả? Hả? Cứ ngủ đi nhá. Nhá. Trời cũng đã sáng rồi. Cậu về à?